Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Long Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 31 tháng 7 năm 2023. Long Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Chào đón quý vị về với Sài Gòn. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Một nhà nông ở Kansas đã trồng 1 triệu 200 ngàn bông hoa hướng dương tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới dự báo những cơn mưa đến giúp giảm nhiệt độ ở Phoenix sau 30 ngày nóng bức trên 110 độ F. Một thiếu niên bị sáu con chó pitbull cắn phải dùng trực thăng chở đi cấp cứu. Năm người bị thương trong vụ nổ súng gần cửa hàng tạp hóa ở Seattle. Bắt con tin ở tiệm Victoria's Secret. Kẻ vượt ngục ở New Hampshire bị bắn chết. Chết vì dược thảo kratom. Gia đình của nạn nhân ở Florida đã thắng kiện 11 triệu đô la chính quyền liên bang Hoa Kỳ sẽ cấm bóng đèn lỗi thời truyền thống bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Chính quyền ra quy định tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi. Buổi tranh luận của 13 ứng cử viên đảng Cộng hòa trong 130 phút ở Iowa. Tòa Bạch Ốc cố gắng xoa dịu lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Joe Biden. Hunter Biden thừa nhận đã nhận 664.000 đô la từ Trung Quốc. Ukraine công bố xuồng tự sát chứa 300 kg thuốc nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 3 phi cơ không người lái vào Moscow, vụ mới nhất trong làn sóng tấn công ở Nga. Bắc Triều Tiên thề tiêu diệt Mỹ, tuyên bố đất nước này sẽ bị quỷ diệt trong thế kỷ này. Cựu Tổng thống Nga Medvedev nói rằng Nga phải dùng vũ khí nguyên tử nếu Ukraine phản công hiệu quả. Bom nổ giữa cuộc họp chính trị ở Pakistan, hơn 170 người thương vong. Trên Việt Nam, đèo Bảo Lộc sạt lỡ, ba công an và một người dân mất tích. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, một nhà nông ở Kansas đã trồng 1 triệu 200 ngàn bông hoa hướng dương tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Ông Lee Wilson sẽ tặng hoa cho vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, nhưng không chỉ là một bó hoa mà cả một cánh đồng hoa. Ngày 10 tháng 8 sẽ là lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của vợ chồng Lee và Randy Wilson ở Brad, tiểu bang Kansas, ông Wilson quyết định làm một điều thật đặc biệt cho vợ vì bà là người rất yêu thích hoa hướng dương. Là một nhà nông, năm nay ông và con trai đã bí mật trồng 80 acre đất những hạt hoa hướng dương hồi tháng 5. Nay thì mỗi acre đất nở ra 15.000 đó hoa hướng dương, tổng cộng có khoảng 1 triệu 200 000 bông hướng dương trên cánh đồng, màu vàng ngút ngàn đôi mắt. Nói với đài truyền hình của ABC, bà Wilson đã trầm trồ, tôi cảm thấy được cưng chiều quá đi. Không thể nào có một món quà kỷ niệm ngày cưới nào hoàn hảo hơn là một cánh đồng hoa hướng dương. Hai bà Wilson gặp nhau từ thuở đầu gặp gỡ. Ông Wilson kể lại rằng khi mới gặp nhau ở thời trung học, theo ba chưa đủ 16 tuổi để hẹn hò và ông đã chờ đúng vào sinh nhật lần thứ 16 để mời bà đi chơi một bữa tiệc trượt ba Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực thu hút du khách từ khắp tiểu bang Kansas tới chụp hình và dạo chơi. Từ phía nam xa lộ Highway 54, Người đi đường có thể thấy được cánh đồng trải rộng bốn dặm, hướng đông của thị trấn Pratt. Wow! 1 triệu 200 ngàn bông hoa. Wow. Dự báo những cơn mưa đến giúp giảm nhiệt độ ở Phoenix sau 30 ngày nóng bức trên 110 độ F. Đợt nắng nóng khắc nghiệt bao trùm vùng Tây Nam nước Mỹ trong suốt tháng 7 sẽ bắt đầu dịu đi khi những cơn mưa gió mùa monsoon đến muộn, theo đài NPR loan tin vào ngày Chủ nhật 30 tháng 7. Các nhà chuyên môn khí tượng dự đoán rằng vào ngày thứ Hai 31 tháng 7, cư dân ở Phoenix sẽ bắt đầu thấy nhiệt độ xuống dưới 110 độ F là 43,3 độ C lần đầu tiên trong một tháng. Nhưng vào ngày thứ Bảy, Cục Khí tượng Quốc gia cho biết nhiệt độ ở Phoenix, thành phố sa mạc với hơn 1 triệu 600 ngàn cư dân đã vượt qua mức 110 độ F trong ngày thứ 30 liên tiếp khoảng thời gian kỷ lục trước đó từ bước 110 độ F trở lên là trong 18 ngày vào năm 1974. Mặc dù hiện tượng gió mùa monsoon ẩm ướt đến từ Mexico cũng có thể mang theo những cơn gió mạnh thổi bụi, có thể tạo ra những nguy cơ lũ lụt vì những cơn mưa xảy ra trên nền đất khô cứng không còn khả năng thấm nước. Nhiệt độ cũng có thể giảm ở Las Vegas, Albuquerque và thậm chí ở Death Valley ở California, nơi mà trung tâm thời tiết cho biết sẽ cao nhất là 122 độ F là 50 độ C vào thứ Bảy và được dự báo là sẽ giảm xuống 113 độ F là 45 độ C vào ngày thứ Ba và có thể sẽ có mưa nhỏ. Tại California, nhiệt độ sẽ ở mức trên 100 độ ở các khu vực thung lũng San Joaquin từ thứ Bảy đến thứ Hai theo dịch vụ thời tiết quốc gia Hartford, California. Các nhà khoa học tính toán rằng tháng 7 là tháng nóng nhất được thấy trên toàn thế giới và có lẽ là tháng ấm nóng nhất mà nền văn minh nhân loại từng chứng kiến nhiệt độ rất cao hiện đang tấn công khu vực phía đông của hoa kỳ khi nhiệt độ tăng cao di chuyển từ trung tây sang đông bắc và Trung Đại Tây Dương. Ở đây, một số nơi đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu năm đến nay. Các kỷ lục nhiệt độ mới được thiết lập vào mùa hè này chỉ là một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra trên khắp nước Mỹ trong tháng này, chẳng hạn như lũ quét ở Pennsylvania và một số khu vực ở Đông Bắc. Mức cao nhất ở Las Vegas được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 94 độ F vào ngày thứ Ba là 34,4 độ C sau một thời gian dài đạt mức cao trên 110 độ F là 43,3 độ C. Một thiếu niên bị sáu con chó Pitbull cắn phải dùng trực thăng chở đi cấp cứu. Thiếu niên 13 tuổi ở phía bắc Bear County đã bị các con chó Pitbull lớn cắn trọng thương tại nhà vào ngày thứ Năm 27 tháng 7, đến nỗi trực thăng phải được đưa đến, mau chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện. Sở cảnh sát Bear cho biết trong một cuộc họp báo, ai đó đã gọi cấp cứu nhưng lại cúp máy khoảng 1 giờ rưỡi trưa. Giới chức đã truy ra nơi xuất phát cuộc gọi điện thoại ở dãy số 22.000 đường Escalante Run. Khi đến nơi, nhân viên cấp cứu tìm thấy cậu thiếu niên 13 tuổi bị chó cắn khắp người, có những vết cắn sâu ở lưng và mặt, có ít nhất 50 vết răng ở tay và vai. Liền sau khi sơ cứu, nạn nhân được trực thăng chở vào bệnh viện. Theo đánh giá của giới chuyên môn, những vết thương này sẽ để lại sẹo lớn và nạn nhân sẽ bị ám ảnh lâu dài. Kết quả điều tra ban đầu cho hay, vào ngày xảy ra tai nạn, cậu thiếu niên ở nhà với một người ông, hai ông cháu đang ở trong hai phòng khác nhau trong nhà khi tai nạn xảy ra. Tiếng la của cháu kêu cứu, người ông liền chạy từ phòng này qua phòng bên thì thấy 6 con chó Big Bull, mỗi con nặng khoảng 120 pound, đang đè lên thân thể của cháu mình. 6 con chó đều là do cha mẹ của nạn nhân nuôi dưỡng. Cha mẹ cậu đã cho giới chức bắt đi hai con Big Bull, có lẽ sẽ an tử chúng. Bốn con còn lại sẽ được giữ cô lập trong 10 ngày để quan sát thêm, theo đài truyền hình KSAN. Năm người bị thương trong vụ nổ súng gần cửa hàng tạp hóa ở Seattle. Năm người đã bị bắn và bị thương tại cửa tiệm Rainier Beach Safeway ở Seattle, Washington vào tối ngày thứ Sáu khi đang tham dự một buổi lễ cộng đồng. Ba người đàn ông và một người phụ nữ đã được đưa đến trung tâm y tế Harborview. Hai trong số những người đàn ông được xuất viện vào ngày thứ Bảy, theo phát ngôn viên của bệnh viện. Người phụ nữ 24 tuổi đang trong tình trạng tốt. Người đàn ông 25 tuổi đã nhập viện trong tình trạng nguy hiểm nhưng hiện sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng bắt đầu ở bãi đậu xe số 9232 đường Rainier Avenue South. Cảnh sát Adrian Diaz cho biết vụ nổ súng xảy ra trong một vụ nằm trong sáng kiến an toàn cộng đồng Seattle và đã được tổ chức tại bãi đậu xe này vào mỗi tối thứ Sáu trong gần 2 năm. Mục đích của buổi họp mặt là cung cấp cho các thành viên cộng đồng một không gian an toàn để ngăn chặn bạo lực. Thị trưởng Seattle Bruce Harrell có mặt tại hiện trường và nói có quá nhiều súng đạn và chúng rơi vào tay những kẻ xấu cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm hai nghi can nhưng họ không có tin tức mô tả về họ hoặc chiếc xe em họ đã sử dụng cảnh sát vẫn chưa biết điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng vào tối ngày thứ sáu sự việc đang được điều tra bởi tổ chức ngăn ngừa bạo lực súng đạn của spd bắt con tin ở tiệm victoria secret kẻ vượt ngục ở new hampshire bị bắn chết một người đã vượt ngục khỏi khu nhà chuyển tiếp với an ninh lỏng lẻo ở tiểu bang New Hampshire, miền đông Bắc Mỹ, chạy xuống tận tiểu bang Florida ở miền nam, đã bị cảnh sát bắn gục khi đang uy hiếp hai người phụ nữ trong tiệm Victoria's Secret ở Miami Beach. Darian Young, 29 tuổi, đã đụng mặt với cảnh sát Miami Beach tại cửa tiệm Victoria's Secret ở dãy 900 đường Lincoln Road vào chiều ngày thứ Năm 27 tháng 7. Khi cảnh sát đến nơi vào 5 giờ rưỡi chiều, John đang dùng dao bắt hai phụ nữ trong tiệm làm con tin. Cảnh sát nổ súng trúng nghi can, John được đưa vào bệnh viện Jackson Memorial Hospital nhưng đã không qua khỏi. Sáu ngày trước, John đã bỏ trốn khỏi khu nhà chuyển tiếp Calumet Transitional Housing Unit dành cho phạm nhân vẫn còn trong thời gian quản thúc trước khi được thả tự do ở Manchester. Nhân viên an ninh đã phát lệnh truy nã vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ Sáu, 21 tháng 7. Theo thông báo của Sở Cả quấn New Hampshire, John đang thi hành án tù vì những tội trộm cắp và sử dụng ma túy. Chết vì dược thảo Kratom, gia đình của nạn nhân ở Florida đã thắng kiện 11 triệu đô la. Thân nhân một phụ nữ ở Florida chết năm 2021 vừa được tòa xử thắng kiện hàng chục triệu đô la từ nhà phân phối loại thảo dược từ Đông Nam Á có tính chất làm hưng phấn vào ngày thứ Năm 27 tháng 7. Tòa liên bang ở West Palm Beach đã ra phán quyết rằng công ty Cradom Distro phải bồi thường 11 triệu đô la cho bốn người con bị mất mẹ vì đã dùng dược thảo Cradom này. Nhiều năm trước khi qua đời, Bà Crystal Talavera, 39 tuổi, ở Boynton Beach, được bạn bè giới thiệu sử dụng Kratom, một loại thảo mộc có tên khoa học là Mistragina speciosa, có chất gây nghiện như á phiện, xuất xứ từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Gia đình thuật lại rằng bà xem Kratom như một loại thảo dược an toàn để sử dụng và đã mua từ cửa tiệm Kratom Distro trên mạng. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2021, người bạn đời của bà Telavera đã tìm thấy bà bất tỉnh trong phòng khách, úp mặt xuống. Bên cạnh bà là một túi bột kratom đã được mở. Ông liền gọi xe cứu thương và đưa bà đi bệnh viện nhưng không còn kịp. Kết quả pháp y cho thấy Telavera đã chết vì ngộ độc nặng từ chất mitragynine thành phần chính của lá kratom. Khi dùng ở liều cao, mitragynine tạo ra hiệu ứng như dùng thuốc á phiền opioid giới chức pháp y đã nhận định. Tờ báo The Guardian vào ngày Chủ nhật có liên lạc với Crowdham Disro để yêu cầu bình luận về án lệnh này, nhưng chưa được hồi âm. Cũng không rõ công ty phân phối Crowdham có kháng cáo hay không. Luật sư Tamara Williams của gia đình Talavera cho hay án lệnh bồi thường 11 triệu đô la nên là hồi chuông cảnh tỉnh cho kỹ nệ sản xuất Crowdham. Tổ hợp luật sư của Williams cũng cho biết rằng vừa thắng kiện 2 triệu 500 ngàn đô la Tại một hãng sản xuất Kratom ở tiểu bang Washington dạo gần đây trong một vụ gây chết người khác. Kratom được phổ biến như một loại hóa chất thiên nhiên giúp cai nghiện, làm cho tinh thần hưng phấn, nhưng rồi người dùng nó để cai nghiện ma túy lại đâm ra nghiện Kratom. FDA đã cấm nhập cảnh Kratom dưới hình thức thuốc bổ vì không đủ chứng cứ về mức độ an toàn của nó. Tính đến năm 2021, Kratom đã bị cấm ở các tiểu bang như Alabama, Arkansas, Indiana, Rhode Island, Vermont và Wisconsin. Có khoảng 1 triệu 700 ngàn người Mỹ tuổi 12 trở lên đã sử dụng Kratom vào năm 2021, theo thống kê của Cục Quản lý Lạm Dụng Chất Gây Nghiện và Sức Khỏe Tâm Thần, SAMHSA của Hoa Kỳ. Thái Lan từng cấm Kratom, nhưng đến năm 2021 thì lại cho hợp pháp hóa hoàn toàn việc sử dụng loại thảo dược này. Chính quyền liên bang Hoa Kỳ sẽ cấm bóng đèn lỗi thời truyền thống bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tại Mỹ, việc sở hữu bóng đèn sợi đốt không phải là bất hợp pháp, nhưng việc các cửa tiệm bán và các công ty sản xuất những bóng đèn đó mới là bất hợp pháp. Vào hồi tháng 1, chính phủ liên bang đã bắt đầu đưa ra các cảnh báo về thời hạn cuối cùng là ngày 1 tháng 8 tuyên bố rằng một lệnh cấm loại bóng đèn này sẽ giúp người Mỹ tiết kiệm tiền và hữu ích cho môi trường. Theo quy tắc mới, giờ đây mọi người sẽ phải mua bóng đèn LED hoặc là bóng đèn huỳnh quang compact. Vào đầu năm nay, Bộ Năng lượng DOE cho biết trong một thông cáo báo chí rằng một khi các quy tắc về bóng đèn này được áp dụng thì DOE hy vọng người sử dụng sẽ tiết kiệm gần 3 tỷ đô la mỗi năm cho các hóa đơn tiện ích của họ. Họ nói thêm rằng ngoài việc tiết kiệm chi phí đáng kể cho các gia đình, trường học, doanh nghiệp và những hành động tiết kiệm năng lượng này còn thúc đẩy mục tiêu khí hậu của Tổng thống Joe Biden. Họ tuyên bố rằng các quy tắc này sẽ cắt giảm lượng phát thải carbon khoảng 220 triệu tấn trong 30 năm hoặc tương đương với lượng phát thải do 28 triệu gia đình tạo ra trong một năm. Bóng đèn LED có tuổi thọ lâu hơn bóng đèn sợi đốt. Vào tháng 4 năm 2022, DOE đã hoàn thành việc xây dựng quy tắc này. Tuy nhiên, việc thực thi đầy đủ quy tắc sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Trong khi bộ cho biết, họ đã cho các nhà sản xuất thời gian để tuân thủ quy định là loại bỏ dần bóng đèn sợi đốt để sản xuất và bán đèn LED, đèn huỳnh quang. Theo các bản tin, các nhà sản xuất nào vi phạm quy tắc liên bang này có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 542 đô la cho mỗi bóng đèn sợi đốt. Chính quyền ra quy định tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi. Fox News đưa tin vào ngày 26 tháng 7, chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục đưa ra các đề nghị mới về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu dành cho xe hơi, xe pickup. Theo Fox News, những quy định này sẽ giúp người Mỹ tiết kiệm hàng trăm đô la khi đổ xăng, nhưng cũng sẽ đẩy giá xe lên cao hơn. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia NHTSA thuộc Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố ngày thứ Sáu các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình mới. Theo đó, thì xe hơi phải cải tiến mức tiết kiệm nhiên liệu là 2%, xe pick-up là 4%, bắt đầu từ năm 2027. Theo quy định này, bắt đầu từ năm 2030, xe pickup và xe van phải tăng hiệu suất nhiên liệu 10% mỗi năm. Nếu thực hiện được quy định này, theo Cục Bảo vệ Môi trường EPA, đến năm Năm 2032, mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của xe hơi mới tại Mỹ có thể đạt được 58 MPG, mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình ước tính cho xe hơi đời 2022 là 26.4 MPG, có nghĩa là các nhà sản xuất xe hơi phải tăng gấp đôi hiệu suất nhiên liệu trong vòng 10 năm hoặc phải đối mặt với các khoản tiền phạt. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Bill Burchett tuyên bố rằng hiệu suất nhiên liệu xe tốt hơn có nghĩa là tiết kiệm tiền cho người Mỹ và an ninh năng lượng quốc gia cũng tốt hơn. NSTSA ước tính người tiêu dùng ở Mỹ sẽ tiết kiệm khoảng hơn 50 tỷ đô la tiền nhiên liệu trong suốt vòng đời của xe hơi. Chính quyền tổng thống Joe Biden cũng cho rằng các tiêu chuẩn mới sẽ làm giảm lượng khí thải carbon hơn 900 triệu tấn cho đến năm 2050. Không phải ai cũng ủng hộ các quy định mới này. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chủ nhân ngành công nghiệp dầu khí, một số nhà sản xuất xe hơi Mỹ đã lên tiếng phản đối. Một lãnh đạo cấp cao của General Motors cũng đã gặp gỡ các viên chức tòa bạch ốc vào ngày 17 tháng 7. Ông cho rằng những quy định mới có thể làm các công ty xe hơi mất đi tới 300 tỷ lợi nhuận. Trước đó vào ngày 1 tháng 5, ngay sau khi EPA đưa ra đề nghị về tiêu chuẩn khí thải mới, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đảng Cộng hòa Texas đã gửi một lá thư cảnh báo rằng quy định mới này sẽ hủy hoại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông cho rằng việc EPA đưa ra các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe hơi là trái với pháp luật và làm cho người dân Mỹ ít có loại xe hơi để lựa chọn, cũng như làm tăng chi phí cho các gia đình Mỹ vì phải mua xe giá cao hơn. Buổi tranh luận của 13 ứng cử viên đảng Cộng hòa trong 130 phút ở Iowa. Với việc 13 trong số 14 ứng cử viên đảng Cộng Hòa tìm kiếm đề cử tổng thống năm 2024 của đảng đã lần lượt xuất hiện tại bữa tiệc tối Lincoln thường niên của đảng Cộng Hòa Iowa, nhiều người tin rằng chương trình này sẽ mang đến một số niềm vui bất ngờ. Người ta hy vọng rằng có lẽ thống đốc Florida Ron DeSantis, người đang dậm chân tại chỗ trong các cuộc thăm dò, sẽ tận dụng thời cơ này để tấn công mạnh mẽ ứng cử viên dẫn đầu là cựu tổng thống Donald Trump. Một số người tin rằng các ứng cử viên bị tụt hậu nhiều hơn trong nhóm sẽ tấn công ông DeSantis với hy vọng trở thành ứng cử viên mạnh nhất thách thức cựu tổng thống khi các cuộc bầu cử liên đảng bắt đầu với các cuộc họp bầu ở Iowa vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Nhưng cuối cùng, chương trình tại trung tâm lễ hội Iowa tọa lạc tại trung tâm thành phố Des Moines lại khá trầm tĩnh. 13 ứng cử viên đã chú tâm vào lập trường của họ trình bày trong các lượt lên sân khấu kéo dài 10 phút của mình trước 1.200 trưởng khu vực bầu cử và các quan chức đảng cấp quận, các nhà lập pháp tiểu bang và các nhà tài trợ trong khi ít đề cập đến các ứng cử viên khác. Đó là ngoại trừ cựu dân biểu ít triển vọng Will Hurt đến từ Texas, cũng giống như cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, người không tham gia lễ hội này. Ông Hurt có lập trường tranh cử dường như chủ yếu là dựa vào việc chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump là diễn giả cuối cùng, sau đó những người tham dự có thể đến trò chuyện với các ứng cử viên trong các phòng tiếp khách dành cho các chiến dịch tranh cử. Đây là điểm thực sự thu hút trong bữa tiệc tối linh khênh của đảng Cộng hòa tại Iowa. Những điều rút ra từ phần trình bày của các ứng cử viên gần như đều xoay quanh các chủ đề chung như là nợ quốc gia, nền kinh tế, biên giới, quốc phòng và thay đổi liên bang. Bà Nikki Haley, cựu thống đốc South Carolina, từng là đại sứ Liên Hiệp Quốc dưới thời chính phủ của cựu tổng thống Trump cho biết quốc gia đang nợ 32.000 tỷ đô la và cần vay tiền để trả lãi cho khoản nợ đó. Tôi muốn nói rằng ông Biden đã làm điều đó với chúng ta, nhưng tôi luôn nói lên sự thật phủ phàng và hôm nay tôi sẽ làm điều đó với quý vị. Đảng Cộng Hòa đã làm điều đó, bà nói. Đồng thời lưu ý rằng Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội cũng có lỗi như Đảng Dân Chủ khi thông qua gói cứu trợ COVID trị giá 5.000 tỷ đô la và các dự luật kích thích khác kể từ năm 2020. Bà Haley cho biết các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đồng ý tăng gấp đôi và mở lại các khoản trực chi dành cho các dự án địa phương dùng để lấy lòng cử tri lần đầu tiên sau 10 năm thúc đẩy thông qua 7.000 khoản chi tiêu như vậy, đồng thời cho biết thêm rằng bà sẽ yêu cầu quốc hội loại bỏ các khoản trực chi, hãy thu hồi 500 tỷ đô la tiền COVID chưa được sử dụng ngoài kia, thay vì 87.000 nhân viên IRS chúng ta hãy theo đuổi vụ lừa đảo COVID trị giá hàng trăm tỷ đô la đang tồn tại. Nếu một tỷ lệ phần trăm trong ngân sách của chúng ta là tiền lãi, thì hãy ngừng vay nợ, cắt giảm những chiếc thẻ tín dụng này. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang mắc chứng nghiện chi tiêu ở Washington, D.C. Cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson lưu ý rằng ông đã phục vụ trong quốc hội vào nhiệm kỳ cuối cùng mà chúng ta có một ngân sách cân bằng ở quốc gia này Ông cho biết nếu ông là tổng thống thì ông sẽ cân bằng ngân sách bằng cách phát triển khu vực tư nhân trong nền kinh tế nhanh hơn khu vực chính phủ trong nền kinh tế của chúng ta. Ông DeSantis cho biết ông sẽ bãi bỏ trường phái kinh tế Bidenomics để những người thuộc giai tầng trung lưu thực sự có cơ hội vươn lên ở quốc gia này một lần nữa, đồng thời ngăn quốc hội vay mượn và chi tiêu bạc mạng. Chúng ta cần một tu chính án về ngân sách cân bằng cho hiến pháp Hoa Kỳ. Nhà tài phiệt kim mục sư Ryan Bickley của Texas cho biết trong 8 năm nữa, quốc gia này sẽ mắc nợ 50.000 tỷ đô la, trong đó 14% ngân sách liên bang sẽ dùng chỉ để trả tiền lời. Tôi muốn giải quyết vấn đề này bằng một kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho đảng Cộng hòa lãnh đạo. Ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng, ông có một kế hoạch để cân bằng ngân sách trong vòng 7 năm, nhưng tôi không thể làm điều đó nếu không có một cuộc thay đổi chăm sóc sức khỏe do đảng cộng hòa lãnh đạo vốn sẽ chấm dứt độc quyền trong thị trường bảo hiểm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các đại công ty dược phẩm Perry Johnson thì cho biết, nhiều người Mỹ không nhận ra rằng chúng ta không phải sắp sửa bị phá sản mà là chúng ta đã phá sản rồi. Ông nêu một kế hoạch khi tôi được bầu làm tổng thống thì thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch 2 cent của tôi, đó là cắt giảm 2 cent cho mỗi đô la chi tiêu tùy ý. Cựu tổng thống Donald Trump cho biết rằng nếu được trở lại tòa Bạch ốc, ông sẽ ngay lập tức hủy bỏ các chính sách mở cửa biên giới của ông Biden và khôi phục các chính sách mà ông đã thiết lập khi còn là tổng thống. Tôi đã tạo ra đường biên giới kiên cố nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, xây gần 500 dặm là 805 cây số đường biên giới, rồi sau đó còn 200 dặm là 322 cây số nữa đã sẵn sàng xây dựng thêm, nhưng khi Biden nhậm chức, họ đã không xây tiếp tục đó là khi chúng ta lần đầu tiên nhận ra rằng ông này thật sự muốn mở rộng biên giới để người ta tràn vào quốc gia của chúng ta hơn nữa nhiều người trong số những người này xuất thân từ nhà tù trại tâm thần và những kẻ khủng bố và đó là một điều khủng khiếp mà họ đã cho phép xảy ra với quốc gia của chúng ta nhưng chúng ta sẽ rất nhanh chóng xoay chuyển tình thế đó Thống đốc North Dakota Doug Burgum nói rằng do fentanyl tuồn qua biên giới mở, nên đây là một vấn đề an ninh quốc gia và nên được giải quyết theo cách đó. Ông nói, chúng ta phải giải quyết điều đó, cần phải đến 2 năm sau khi nhậm chức thì Tổng thống Joe Biden mới đến thăm biên giới. Tôi sẽ đến đó trong vòng 2 tuần đầu tiên nếu tôi làm Tổng thống. Ông DeSantis đã đưa ra một vài lời hứa khiến cho khán giả cười khúc khích. Ông nói, tôi có thể hứa với quý vị một điều này, trong tòa bạch ốc của tôi sẽ không được phép sử dụng cocaine và hãy nhìn xem con trai của tôi mới 5 tuổi nên nó sẽ không thể nhét tiền từ các chính phủ ngoại quốc vào túi. Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó. Ngoài ra thì các ứng cư viên còn phát biểu về vấn đề phát triển kinh tế, quốc phòng, chính sách, năng lượng và nhiều chủ đề khác. Tòa Bạch Ốc cố gắng xoa dịu lo ngại về tuổi tác của Tổng thống Joe Biden. Tòa Bạch Ốc đang cố gắng sắp xếp mọi việc xung quanh để giúp Tổng thống Joe Biden tránh gặp những vụ việc như vấp ngã hay nói lầm, đồng thời nhấn mạnh tuổi cao giúp ông có lợi về kinh nghiệm. Vào đầu tháng 6, Tổng thống Biden đã ngã trên sân khấu vì vấp phải bao cát nhỏ dùng để giữ máy nhắc chữ khi phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Học viện Không quân tiểu bang Colorado. Sự việc này khiến công chúng một lần nữa nhớ đến việc ông đã 80 tuổi, là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất trong lịch sử và ông có thể quá già để giữ ghế thêm một nhiệm kỳ. Hai nguồn thạo tin cho biết sau vụ việc, những trợ lý của ông đã họp để tìm cách bảo đảm những sự việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra. Các trợ lý cố vấn của Tổng thống dường như tìm cách giảm bớt những hoạt động thể chất trong công việc của ông. Việc Tổng thống bước lên cầu thang của Air Force One, quay người lại và vẫy tay chào, vốn được coi là hình ảnh biểu tượng. Nhưng Tổng thống Joe Biden từng trợt chân vấp ngã khi lên Air Force One ở Warsaw, Ba Lan hồi tháng 2. Ông trước đó cũng đã vấp ngã đến 3 lần khi lên cầu thang của Air Force One ở căn cứ không quân Andrews vào tháng 3 năm 2021. Các trợ lý gần đây đã sắp xếp để cho Tổng thống Joe Biden không lên Air Force One bằng cầu thang dài mà chuyển sang cầu thang ngắn hơn lên phần bụng của phi cơ. Trong chuyến đi tới Philadelphia gần đây, Tổng thống Joe Biden đã dùng cầu thang ngắn để lên phi cơ từ căn cứ Andrews khi đến nơi, ông dùng cầu thang dài để bước xuống nhưng lại dùng cầu thăng ngắn khi rời đi. Tòa Bạch Ốc không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu cầu thăng ngắn có phải là giải pháp giảm nguy cơ vấp ngã của Tổng thống Joe Biden hay không. Theo thống kê của NBC News, Tổng thống Joe Biden đã dùng cầu thăng ngắn nhiều gấp đôi kể từ khi vấp ngã tại Học viện Không quân hồi đầu tháng 6. Tổng thống cũng đang có thể áp dụng chiến thuật dưỡng sức. Theo thông lệ ngoại giao, khi công du ngoại quốc, Tổng thống Joe Biden sẽ trò chuyện với các nhà lãnh đạo trong tiệc tối sau các cuộc họp. Đây không phải là lễ nghi, nhưng nó rất quan trọng trong những cuộc trò chuyện của những người đứng đầu quốc gia. Vào hồi đầu tháng, Tổng thống Joe Biden không dự bữa tiệc tối trong thời gian hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Litva. Các phụ tá cho biết ông phải chuẩn bị cho các cuộc họp mà một bài phát biểu quan trọng vào ngày hôm sau. Những bữa tiệc tối là cơ hội để nói chuyện với nhau, nhưng Tổng thống Joe Biden từ lâu đã tạo dựng được nhiều mối liên quan kháng khích Jonathan Finner, là phó cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc, đã nói, Tổng thống Joe Biden thường xuyên nói nhầm, gây lo ngại rằng ông không đủ minh mẫn. Vào ngày 28 tháng 6, ông muốn nói Tổng thống Nga đang thua cuộc chiến ở Ukraine, nhưng lại nói nhầm thành cuộc chiến ở Iraq. Ông dường như không nhận ra mình đã nói nhầm và không đính chính câu trả lời với các ký giả. Tối ngày 27 tháng 6, Tổng thống cũng nói sai tại một cuộc gây quỹ vận động tranh cử nhằm lẫn Ấn Độ với Trung Quốc khi nhắc đến việc thủ tướng Narendra Modi thăm tòa Bạch ốc. Để tránh những sự việc như vậy lặp lại, tòa Bạch ốc đang áp dụng những biện pháp quen thuộc đối với nhiều người lớn tuổi như tăng cỡ chữ hiển thị trên máy nhắc chữ. Tổng thống Joe Biden cũng phải sử dụng những tờ giấy nhắc để điểm các ý ông cần nêu trong các cuộc họp. Hồi tháng 5, Tổng thống Joe Biden nêu ra những lợi thế của tuổi cao khi tranh cử. Tôi tích lũy được tất cả điều hay và hiểu sự đời hơn đại đa số mọi người. Tôi có nhiều kinh nghiệm tranh cử hơn bất cứ ai. Tôi nghĩ mình đã chứng tỏ bản thân là người có kinh nghiệm và làm được nhiều việc với kết quả tốt, ông đã nói. Hunter Biden thừa nhận đã nhận 664.000 đô la từ Trung Quốc theo biên bản từ phiên tòa, ông David Weiss, công tố viên liên bang ở Delaware, đã đọc trước tòa một bằng chứng cho thấy ông Hunter Biden kiếm được 664.000 đô la từ một công ty đầu tư hạ tầng công cộng của Trung Quốc. Chủ tòa phiên tòa thẩm phán Maria Norica yêu cầu làm rõ về công ty đó. Đó có phải là một trong những công ty mà chúng ta đã nói đến hay không? Bà Linaurica đã hỏi. Tôi cho là như vậy, ông Hunter trả lời. Đó là công ty nào? Bà hỏi. Tôi tin rằng đó là CEFC, con trai tổng thống đã trả lời. CEFC là một công ty năng lượng của Trung Quốc, được Trung Quốc chống lưng. Nó được thành lập bởi ông Diệp Giảng Minh, người mà ông Hunter nói với thẩm phán rằng đã cùng với ông Hunter đồng sáng lập công ty Hudson West vào năm 2017. Đối tác của ông là ai? Thẩm phán hỏi ông Hunter. Tôi không biết đánh vần anh thấy thế nào. Diệp Giảng Minh là chủ tịch của công ty đó. Ông Biden đã nói thêm, công ty đó không còn tồn tại. Lời cai của Hunter Biden tại tòa án Delaware dường như mâu thuẫn với lời phủ nhận trước kia của Tổng thống Joe Biden. Ông Joe Biden từng nói, con trai tôi không kiếm được tiền từ đó. Ông đang nói về cái gì vậy, Trung Quốc à? Người phát ngôn của Ủy ban Giám sát Hạ viện đáp lại vào thời điểm đó rằng cần phải tìm ra sự thật về các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden và Ủy ban đang điều tra xem gia đình Biden được lợi như thế nào từ việc bán ảnh hưởng chính trị và liệu Tổng thống Joe Biden có bị mua chuộc bởi các giao dịch kinh doanh của gia đình ông ấy với các đối thủ ngoại quốc của Mỹ hay không. Ukraine công bố xuồng tự sát chứa 300 kg thuốc nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 3 phi cơ không người lái vào Moscow, vụ mới nhất trong làn sóng tấn công ở Nga. Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố xuồng tự sát mang theo 300 kg thuốc nổ với tầm tấn công khoảng 800 cây số. Đại diện nhà sản xuất xuồng tự sát Ukraine ngày 30 tháng 7 nhận xét chiến hạm Nga được thiết kế để tấn công tàu khác, không phải các mục tiêu cỡ nhỏ, do đó chúng khó phòng thủ hiệu quả trước các đòn tấn công của xuồng không người lái. Những phương tiện này nhanh hơn bất cứ thứ gì khác trên hắc hải. Đại diện nhà sản xuất đã khẳng định tàu chiến Nga có từ thế kỷ 20 và xuồng của chúng tôi là sản phẩm của thế kỷ 21. Mẫu xuồng tự sát của Ukraine được trang bị khoảng 300 kg thuốc nổ, có thể tấn công mục tiêu cách 800 cây số. Chiếc xuồng này có thể tham gia trinh sát, giám sát và thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 3 phi cơ không người lái vào Moscow, vụ mới nhất trong làn sóng tấn công ở Nga, một trong số chúng đã bị phá hủy ở Odisovo, ngoại ô của Moscow. Hai vụ khác đã tấn công các tòa nhà thương mại ở thủ phủ sau khi bị lực lượng phòng không của Nga chặn lại. Các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết vào tuần trước, các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái gần đây vào Moscow là do Kiev dàn dựng. Video từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga cho thấy các cửa sổ bị thổi tung, khó bốc lên ở một trong những tòa nhà trọc trời hàng đầu ở Moscow, không có thương vong trong bài phát biểu buổi tối của mình, tổng thống Ukraine Zelensky không đề cập rõ ràng đến các cuộc tấn công ở Moscow, nhưng lưu ý rằng dần dần chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ của Nga, bao gồm các trung tâm quân sự và biểu tượng. Trước đó ông hứa sẽ trả đũa sau hai tuần không ngừng bắn phá của Nga vào Odessa, một thành phố trên hắc hải. Bắc Triều Tiên thề tiêu diệt Mỹ, tuyên bố đất nước này sẽ bị hủy diệt trong thế kỷ này. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên trong tuần này thề rằng sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ bị chấm dứt trong thế kỷ này. Nếu Hoa Kỳ quyết định xúc phạm nước Cộng hòa của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt họ bằng cách sử dụng tất cả sức mạnh quân sự mà chúng tôi có được cho tới nay. Các nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố vào ngày thứ Năm vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên chiến tranh Triều Tiên trong thế kỷ trước đã đánh dấu sự khởi đầu cho sự sụp đổ của Hoa Kỳ. Bây giờ thế kỷ 21 sẽ chứng kiến sự kết thúc không thể đảo ngược của Hoa Kỳ. Các nhà cầm quyền của Hoa Kỳ được khuyên nên quên đi dù bất cứ lý do gì những bài học lịch sử. Hiệp định định chiến cho phép thành lập khu phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Đại Hàn và hồi hương các tù nhân chiến tranh. Chúng ta kể từ đó quân đội được đặt ở đại hàn để giúp ngăn chặn một cuộc chiến khác và bảo vệ đồng minh của mình trong trường hợp một cuộc chiến bắt đầu. Và cũng trong buổi lễ này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và các quan chức hàng đầu của Trung Quốc đã tái khẳng định mối liên quan quân sự chặt chẽ giữa hai quốc gia, Bộ ngoại giao cho biết vào hôm thứ bảy. Cựu tổng thống Nga Medvedev nói rằng Nga phải dùng vũ khí nguyên tử nếu Ukraine phản công hiệu quả. Ông Medvedev vào ngày Chủ nhật 30 tháng 7 tuyên bố Moscow sẽ phải sử dụng vũ khí nguyên tử nếu cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đạt kết quả. Đây không phải là lần đầu tiên ông lên tiếng đe dọa về việc sử dụng loại vũ khí hủy diệt như vậy. Medvedev hiện nay giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga tuyên bố trong một thông điệp trên mạng truyền thông xã hội rằng nga sẽ buộc phải từ bỏ học thuyết nguyên tử khi rơi vào tình huống bất lợi hãy tưởng tượng nếu cuộc tấn công do nato hậu thuẫn thành công và họ xé nát một phần lãnh thổ của nga thì chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ khí nguyên tử theo các quy tắc từ sắc lệnh tổng thống. Medvedev đặt vấn đề rồi lên giọng răng đe, đơn giản là không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, kẻ thù nên cầu nguyện cho các chiến binh Nga thành công để bảo đảm rằng ngọn lửa nguyên tử không đốt cháy toàn thế giới. Bom nổ giữa cuộc họp chính trị ở Pakistan, hơn 170 người thương vong. Ít nhất 42 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ngày 30 tháng 7 ở kho huyện Bajor, Tỉnh Khyber, phần tây tại bắc của Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan, cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại cuộc tụ họp của đảng Jamiat Ulema Islam Force là JUIF, đảng có mối liên quan với phe hồi giáo cứng rắn ở Pakistan, khi kẻ đánh bom liều chết nổ tung giữa cuộc họp. Theo cảnh sát, Batjurr tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện ở bachelor và những khu vực lân cận nơi hầu hết những người bị thương đang được điều trị Tuyên bố của cảnh sát địa phương nói đây là vụ đánh bom điều chết. Trong số những người bị thương, nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng. Pakistan đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo vũ trang kể từ năm ngoái khi lệnh ngừng bắn giữa Tehret e Taliban Pakistan là TTP, nhóm vũ trang có liên quan với cả tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và Taliban, và Islamabad đã bị phá vỡ. Hồi đầu năm nay, một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo Beshawar, thủ phủ tỉnh Khyber, Pakhtunkhwa đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. TTP đã cam kết trung thành với Taliban ở nước láng giềng Afghanistan. Lực lượng an ninh của Pakistan cho biết TTP có các căn cứ bí mật ở Afghanistan, điều mà chính quyền Taliban phủ nhận. Vào ngày 30 tháng 7, người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan, Zabihola Mozahi đã lên án vụ nổ này, bày tỏ chia buồn sâu sắc với các gia đình của các nạn nhân, tuyên bố đây là tội ác không thể biện minh. TTP không phải là nhóm chiến binh duy nhất thực hiện các cuộc tấn công trong khu vực, nơi cũng đã bị tấn công bởi một tổ chức nhà nước Hồi giáo từ xưng IS. Tên Việt Nam đèo bảo lộc sạt lở, ba công an và một người dân mất tích. Nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng xác nhận 4 người mất tích do bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra ở đèo Bảo Lộc vào trưa ngày 30 tháng 7. Theo tường thuật của những bài báo trong nước, hàng chục tấn đá, đất đã sạt lở từ trên đỉnh đồi xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo. Mưa lớn cũng khiến nước từ triền núi dồn xuống, tạo thành dòng chảy xiết trên mặt đường. Một phần trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp hoàn toàn, khiến cho ba công an và một người dân mất tích. Danh tính của nạn nhân chưa được xác định. Trạm cảnh sát giao thông Maragui được mô tả là có lưng dựa vào vách núi cao. Lúc vụ sạt lở xảy ra, một chiếc xe đò 45 chỗ đang chạy trên đèo thì bị đất đá đẩy trôi về phía vực của đèo Bảo Lộc. Tại hiện trường, từ khoảng 200 công an, binh sĩ cùng gần 20 chiếc xe máy xúc, xe ben được đưa đến để cấp cứu, tìm kiếm những người mất tích. Đến khoảng 4 giờ chiều ngày 30 tháng 7, các nhà chức trách đã loan báo phong tỏa quốc lộ 20 đoạn đèo Bảo Lộc do đất đá từ vách núi đổ xuống lấp mặt đường. Xe cộ từ Đà Lạt về Sài Gòn phải đi theo hướng quốc lộ 28B, 28 và 55 về đường xa lộ Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây. Ngược lại xe từ Sài Gòn lên cũng phải đi theo đường này. Tờ báo Trung nước dẫn nguồn nhà chức trách cho biết nguyên nhân gây sạt lở là ba ngày qua chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam. Tại thành phố Bảo Lộc, liên tiếp có mưa lớn và dông, mưa nhiều khiến nền đất trong khu vực này bị yếu dẫn đến sạt lở đèo. Được biết từ các báo ở Việt Nam trong vòng một tháng qua, tại tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra những vụ sạt lở, chủ yếu là tại thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Mến chào Hồng Loan và Bảo Lộc, tôi muốn tìm bạn học cùng lớp 11, trường John 23, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, năm 1972. Ở Mỹ Tho thì ngoài trường cấp 3 công lập Nguyễn Đình Chiểu, còn có trường tu thuộc cấp 3 là trường công giáo Thánh John 23. Bạn của tôi tên là Vu Văn Vân, nhà bán đồ phụ tùng xe gắn máy Phát Thành, phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang, tỉnh Định Tường, vượt biên chính thức diện người Hoa đăng ký tại biển Gò Công định cư tại Úc hay tại New Zealand gì đó, xin hãy liên lạc với Lê Thanh. Tên tiếng Mỹ là Tom Lê, số điện thoại là 657-271-9882 và Facebook là Tom Lê. Địa chỉ email là temvũ54 ở gmail.com. Cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc rất nhiều. Bảo Lộc xin được nhắc lại, số điện thoại của Lê Thanh, tên Mỹ là Tom Lê, là 657-271-9882 Facebook là Tom Lê, email là tâmvũ 54 gmail com Bỏ lọt vào Hồng Loan, kính xin quý vị cùng chia sẻ với lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7 rồi. Ừ. Mùa hè cũng gần sắp kết thúc rồi. Lan Lộc cũng sắp trở về Mỹ thưa quý vị à, Hồng Lan đợi à, diễn một bữa live show của nghệ sĩ Minh Cảnh vào tối ngày 5 tháng 8 à, Rồi sau đó sẽ dẫn bé Trứng đi thêm một nơi nữa mà rất là muốn đi một lần cho biết Nhưng mà bây giờ trước tiên thì Bảo Lộc kể chuyện vui Có chuyện vui mới có hứng đi phải không? Đúng rồi, chuyện vui để ngày mai mình vô đầu tháng 8 mình được Tình vui Tình, tình vui nha quý vị ráng có tin vui như đầu tháng cho lộc đi. <laughs> rồi có câu chuyện nhỏ nhỏ ừ. một nhà thương gia giàu có được ca ngợi là đàng hoàng đứng đắn trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới một người bạn đã phỏng vấn bây giờ anh kha thiệt với tôi đi trong suốt thời gian 20 năm có cô gái nào mà khiến anh phải hối hận gì đã kết hôn hay không ông trả lời có chứ ủa người đó là ai vậy ai cũng tò mò chờ đợi câu trả lời của ông ông dũng gia trả lời đó là vợ của tôi <laughs> đàng hoàng đứng đắn ừ. bởi vì đâu có những người khác đâu dám làm gì <laughs> Ráng chịu thôi cắn răng chịu đựng có người này con gái nào khiến anh phải hối hận vì đã kết hôn hay không có <laughs> tại đàng hoàng quá cho nên phải chịu đựng không biết bây giờ lúc đó sẽ đi đâu không <laughs> chứ đứng đó là khó sống với ông khó sống như bà chứ lộn <laughs> ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ cái chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan bà lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại